Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình có một cái video mà mình đã rất là lâu rồi mình chưa làm, đó là video hướng dẫn cho các bạn. Và cụ thể, đó là video hướng dẫn về cách phòng ngự nâng cao dành cho các bạn đã chơi được một thời gian rồi. Ok, cùng mình đi tìm hiểu video nhé. Trước khi vào video lần này, nếu như các bạn chưa xem video về cách phòng ngự cơ bản thì các bạn hãy xem video đó trước nhé. Đường link mình sẽ để ở dưới video này. Được rồi, cùng mình tìm hiểu xem làm như thế nào để chúng ta có thể cải thiện kỹ năng phòng ngự hơn nữa nhé. Đầu tiên, mình muốn chia sẻ lại và nhắc nhở các bạn rằng mọi người nên nhớ mình đã chọn chiến thuật gì khi không có bóng. Tức là phòng ngự kiểu balance hay là drop back, hay là passing after possession loss, vân vân. Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách phòng ngự nâng cao mà rất nhiều cao thủ sử dụng. Đó là thủ kiểu balance và passing. Thứ nhất sẽ là thủ kiểu balance. Đa số người chơi sẽ thủ kiểu balance theo phần đông. Như trong video chiến thuật đội ở tập 3, trong phần hướng dẫn cho người mới chơi, thì thủ kiểu này nó sẽ mang lại lợi ích chính khi các bạn dẫn trước lợi thế hoặc là các bạn muốn nhập cuộc theo cách thận trọng nhất. Khi thủ kiểu balance thì các bạn chỉ cần giữ đúng vị trí sơ đồ mà các bạn chơi. Nhớ kỹ chiến thuật đơn mà cầu thủ các bạn set là gì nhé. Could cross it in here. Jota. Now with Okocha. And the keeper making sure there were no... Mình sẽ lấy ví dụ sơ đồ phổ biến các bạn hay chơi, đó là 442. Mình đã nghiên cứu từ người chơi bình thường cho đến người chơi giỏi thì các bài đánh của sơ đồ 442 tương đối là đơn giản khi đa phần họ sẽ đến từ cánh, rồi họ sẽ làm một vài skill gì đó và sau đó sẽ có hai trường hợp. Một là họ sẽ đâm thẳng vào vòng cấm để có thể lật vào người bên trong và cuối cùng dứt điểm. Well, Derek, over the years he scored so many goals. It's his ability to come short and then spin in behind defenders at such point. Hai, họ sẽ quay về giữa và đảo cánh, cứ liên tục như vậy đến bao giờ họ ghi bàn được thì thôi. And they need to get tighter here. Ziyech. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể thủ trong trường hợp bài đánh cơ bản của sơ đồ 442 này? Thì khi đối thủ đang sử dụng cầu thủ cánh, ngay lập tức các bạn di chuyển cầu thủ con trỏ của các bạn ra chặn đường đi của cầu thủ đó và lập tức đè nút R1 để gọi cầu thủ phụ bắt đường ngoặt bóng của cầu thủ đó là được nhé. Các bạn xem lại đầy đủ ví dụ vừa rồi nhé. Ngoài ra, mỗi một người chơi sẽ có một tổ hợp skill hoặc là một tổ hợp dây bóng khác nhau mà họ sẽ lặp đi lặp lại trong cùng một trận đấu. Bạn có thể dễ đoán tình huống đó bằng cách bắt bài họ sẽ dê bóng theo hướng nào ở biên rồi cướp lại trái bóng nhé. Camavinga. On to Suarez. Carrasco. Now can punch. Ngoài ra, khi mình gặp những người chơi sơ đồ 442 này thì mình rất hay bị khoét cánh khi bị phản công và bị họ tạt sang cánh đối diện. Vậy mình đã xử lý cách này bằng cách gạt con trỏ về CB để kéo CB giãn ra biên đối diện chống tạt bóng. Walker. Ziyech. İlkay Gündoğan at the ready. But it wasn't quite...
Thứ hai sẽ là phòng ngự áp sát, pressing. Mình là một trong số nhiều người chơi, chơi theo chiến thuật pressing tầm cao. Để chơi được phòng ngự áp sát, các bạn cần phải tự tin vào bản thân mình, tâm lý vững và hiểu hết những gì mình đã hướng dẫn cho các bạn từ những video đầu tiên nhé. Tại sao lại vậy? Đầu tiên, các bạn cần nhớ những cầu thủ mình xét trong đội hình là gì. Tức là cái instruction, chiến thuật đơn hậu vệ của các bạn là gì. Mình có nói rõ trong video hướng dẫn cho người mới chơi tập 6, chiến thuật đơn hậu vệ. Thứ hai, các bạn cần phải biết gạt cần analog để đổi con trỏ cầu thủ. Điều này mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều lần, bởi vì nếu như tay các bạn chậm, các bạn hoàn toàn có thể học theo mình, tức là các bạn có thể gạt trỏ chậm. Nhưng những tình huống passing thì các bạn cần phải biết gạt để áp sát nhằm để đoạt lại được trái bóng. Tất nhiên, nó cũng nằm ở ngay đầu video hướng dẫn phòng ngự cơ bản cho người mới chơi tập 8. Các bạn có thể quay trở lại để xem hướng dẫn gạt analog là như thế nào nhé. Điều cuối cùng cũng sẽ là điều quan trọng nhất. Các bạn cần phải có cái tư duy chơi bóng tốt. Ở đây điều mình muốn nói đó là các bạn phải đoán được người chơi bên kia có tâm lý và đang chơi chiến thuật như thế nào. Ví dụ, đối thủ trong trận đấu này của mình rất cuống, chuyền sai liên miên. Điều này dẫn đến mình áp sát họ rất nhanh và đổi con trỏ rất nhanh để có thể chiếm lại quyền kiểm soát bóng. Able to skip past his man. Good defending in the end and danger averted for now. And pull back. Và cuối cùng, khi kết thúc trận đấu, mình đã ra ngoài xem thông số của trận đấu này. Thì điều đáng bất ngờ, mình có tận 62% tỷ lệ kiểm soát bóng và 195 đường truyền, hoàn toàn chiếm toàn bộ trận đấu này. Sau khi các bạn đã nắm được 3 yếu tố như mình nói ở trên, mình sẽ đi tiếp để hướng dẫn cho các bạn pressing được nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ phải nhìn họ chơi sơ đồ gì. Mình lấy ví dụ rất chung, đó là sơ đồ 4-4-2 mà mọi người hay chơi. Vậy, cách lấy bóng sẽ có là gì? Đa phần họ toàn ban ra cánh, rồi lật vào giữa, cứ liên tục như vậy cho đến khi họ ghi được bàn. Vậy, chúng ta chỉ cần phán đoán cách họ lên bóng như nào, rồi gạt trỏ đợi sẵn họ truyền, rồi bắt bài là được nhé. Thứ hai, các bạn có thể sử dụng gây áp lực để họ truyền hỏng hoặc là để trở về trạng thái thủ Berlin. Các bạn cứ vây giáp chặn các đường truyền của họ có thể phất bổng. Nhớ cho mình là phất bổng sang hai cánh nhé. Zakaria. What can Real do from this position? Passing it around, looking for the goal that would put them ahead. Etebo. Okocha has it. And back with Okocha. Sends it back. Could cross it in here. Jota. Now with Okocha. And the keeper making sure that... Thứ ba, các bạn cần phải để ý pressing những tình huống như thế nào. Vì đây là con dao hai lưỡi, nó có thể mang lại hiệu quả rất cao nhưng cũng có thể mang lại những bàn thua. Để khắc phục được điều này, các bạn cần phải chủ động bẫy việt vị cùng AI game nhé. Việc các bạn dâng cao như vậy thì các bạn hoàn toàn phải chủ động gọi gôn lên để be góc cũng như là nhanh chóng giải quyết tình huống để tránh bị ghi bàn nhé. Có những trường hợp các bạn cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định phạm lỗi để tránh những tình huống nguy hiểm nhé. Vì thẻ vàng trong game này nó rất là vô hại khi các bạn bị thẻ vàng. Điều đáng nói là trận sau các bạn sẽ được tẩy thẻ, nên các bạn cứ phạm lỗi nếu cần thiết nhé. Xoạc chết bẹ chúng nó đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu như các bạn học được một điều gì đó từ video của mình thì các bạn hãy ấn like và subscribe. Đừng quên là chia sẻ cho những người bạn của bạn nữa nha. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Bye bye!